Xin chào, mình là Cường. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách lắp xe từ đầu. Ok. Đây là phụ trọng 43. Ok, đây là trục giữa dùng để gắn bàn đạp vào xe. Như đây. Thì trước khi mình gắn vào, mình phải chép mỡ bò vào đây. Các bạn có thể mua lại mỡ bò của Mỹ, có bán ở chợ. Ok, mình sẽ chép mỡ bò vào phần này. Chép đều. Mình chép mỡ đầu bò vào hai bên. Ok, mình để vào. Khi mà đưa vào thì mình sẽ quay theo chiều ngược kim đồng hồ. Thì các bạn phải quay làm sao cho nó nhẹ nhàng thôi. Nó vào nhẹ nhàng. Còn nếu mà nó bị khẩn là nó sẽ bị trật răng. Các bạn quay bằng tay mà nó vào được á, thì có nghĩa là khớp. Rồi sau đó đó thì mình sẽ dùng một cái tool như thế này. Tool này để siết chặt vào. Cái tool này và dùng lục giác để mình siết chặt vào. Ok, phần này là phần bên trái, còn phần mà có nhô ra thì sẽ nằm bên phải. Phần bên trái mình cũng quặn theo chiều đi lui, có nghĩa là nó sẽ trở thành chiều kim đồng hồ. Bên phải là ngược kim đồng hồ, bên trái là cùng kim đồng hồ. Ok, bây giờ mình sẽ gắn cái đùi dĩa vào. Đây là đùi A3 Super. Ok, thì trước khi gắn mình chét mỏ mò vào cho. Rồi sau đó mình chít chặt vào. Các bạn lưu ý là phải để sát vào rồi hãy quặn, không bao giờ gãy nha. Ok, bây giờ mình bỏ mỡ bò vào đây để gắn cốc viên vào. Thì khung A3 người ta sẽ tặng sẵn cái khóa cốc viên rồi. Đây, khóa cốc viên. Và đây là cốc viên A3. Ok, đây là chén cổ. Bộ chén cổ của A3. Đây chén cổ bạc đạn. Đây là các thành phần bên trong. Rồi. Ok, mình sẽ gắn cái chén cổ này vào. Trước tiên là mình gắn cái vòng này vào. Đến cái này á, mình phải dùng một cái tool để gắn vào. Trước tiên là mình để miếng đệm vào. Rồi. Sau đó mình dùng cái ống này. Rồi mình gõ. Dùng búa. Gõ mạnh xuống. Khi mà các bạn thấy nó sát vào rồi á, thì sẽ ok. Đây là những cái bước cơ bản. Bạn gắn một cái vòng bạn đạn vào. Cái miếng nhô ra vào trong thì là để ở trên để thích hợp vào cái cổ rồi tắt. Chơi tiếp theo là mình để cái vòng bạc đạn còn lại chuỗi xuống vào phút này, rồi thêm một cái vòng này. Ok,
cuối cùng là gắn cái nắp vào. Để mà đo được cái cổ thì mình sẽ dùng một số cái gọi là chêm cổ. Nếu mà bạn muốn chêm 3 nứt thì bạn sẽ để 2 vòng rưỡi vào. Để 2 vòng rưỡi vào. Thế là một nửa. Để 2 vòng rưỡi vào. Sau đó mình sẽ gắn bô tăng vào. Sau đó mình sẽ gắn bô tăng vào. Rồi. Khi đó mình sẽ dùng cái bút chì. Mình vẽ vòng tròn cái nơi mà mình muốn cưa. Ok, đây là cái dụng cụ cưa phuộc. Nếu mà bạn không có dụng cụ này thì cũng có thể dùng cưa thường để cưa, nhưng mà nó sẽ không có đẹp. Dựa trên cái dấu hồi nãy mình đã đánh dấu thì mình để vào khúc giữa. Khúc giữa của dụng cụ cưa. Và mình quay dụng cụ cưa vào cho nó chặt vào. Cái lưỡi cưa nó sẽ áp sát vào cái phuộc. Rồi khi đó mà chặt rồi thì mình sẽ quay. Quay theo chiều kim đồng hồ. Thì khi quay được một đoạn á, thì các bạn sẽ bận sát tiếp và tiếp tục quay. Khi đó lưỡi cưa sẽ đi vòng cái phuộc. Và sau đó bận sát tiếp, tiếp tục quay cho đến khi nào phuộc bị đứt ra. Vậy là cưa xong. Sau khi cưa mình sẽ đóng cái nút này vào cái phuộc để giữ cái nắp lại. Mình tháo cái nút ra và sử dụng cái công cụ này để mà đóng cái nút vào cái phuộc. Mình sẽ đưa cái nút vào cái lỗ này. Bạn lưu ý là khi đóng vào phải giữ cho thẳng cái tua này, không thôi là cái nút nó sẽ bị méo. Và đập mạnh vào cái phần này. Thì khi mà sát như vậy rồi á thì các bạn vặn ra. Ok, rồi. Ok, đây là bánh. Đây. Ok, đây là dây tim. Ta sẽ gắn vào thân xe. Ok, sau khi chúng ta bôi mỡ bò thì chúng ta sẽ gắn cốc vào. Cái này là nhông. Thì để gắn nhông vào chúng ta sẽ quay theo kim đồng hồ. Như thường lệ các bạn phải xoay bằng tay. Nếu mà nhông vào trơn tru thì là sẽ ok. Còn mà bị khẩn là bị không khớp, chúng ta nên ngưng lại. Khi mà nhông vào đến đây chúng ta phải dùng tool chuyên dụng để mà siết nhông chặt vào bánh xe. Tiếp ta gắn khóa nhông vào. Đây là khóa nhông. Khóa nhông thì là ta sẽ làm theo ngược kim, kiểu kim đồng hồ. Khóa nhông ta sẽ đi theo ngược kiểu kim đồng hồ. Rồi. Thì khi mà đến đây chúng ta phải dùng tool chuyên dụng để siết chặt khóa nhông. Đây. Đây là tool chuyên dụng để siết chặt khóa nhông. Các bạn để vào khớp của khóa nhông. Sau đó siết chặt lại. Bỏ ruột vào bánh xe thì mình sẽ bơm hơi căng. Sau đó mình sẽ để vào ruột.
Như vậy sẽ giúp cho đũa nó sẽ đều. Thì thường sẽ dùng bàn tay ráp cho đến khi hết gần hết bánh, mình sẽ dùng công cụ vuông để mà trước tiên là mình phải đưa vào một lớp. Ok, đến phút cuối thì mình sẽ dùng tool này để nảy nó vào. Các bạn cẩn thận không thôi thì là sẽ có thể làm rách được. Bánh này á là fix, có nghĩa là hai bên đều fix, bên đây cũng fix và đây cũng fix, có nghĩa là bạn có thể gắn được hai bên fix, có thể thay đổi qua đổi lại. Đây là tăng sên để gắn vào đây để căng sên ra. Đây là yên origin tất cả kìa. Ok, đây là sơn KMC 710 SL. Chúng ta sau khi đo được răng và của đùi và nhông thì chúng ta sẽ cắt sơn. Cái bước cắt sơn này cũng khá quan trọng. Các bạn lưu ý là khi mà các bạn cắt sơn á, các bạn dùng cạo sơn. Các bạn cắt sơn á thì khi mà các bạn đẩy cái nút khóa ra đến bên ngoài thì các bạn đừng có đẩy ra bên ngoài luôn, mà phải chừa lại một phút, chừa lại để sau này chúng ta còn gắn lại dễ dàng. Sau khi các bạn để ra được một đoạn như đây ha, để một đoạn thì các bạn đừng đẩy ra hết mà các bạn chỉ để đó thôi. Sau đó thì mình sẽ lấy ra được mắt xanh, giữ này lại để mai mốt mình còn có thể gắn vào lại. Ok, đây có kèm cái mắt nối thì chúng ta sẽ nối sơn lại. Rồi. Ok, giờ đến phần tăng sơn thì chúng ta sẽ canh chỉnh sơn bằng cách chiết cắt này vào. Chúng ta sẽ xiết cái này vào để sơn căng cứng lên. Và như vậy là được bê đan siêu mỏng APA. Ok, bây giờ mình sẽ ráp vào đây. Khi đưa bê đan vào thì mình sẽ cho bao bọc vào phần này.